Người ta đã cho em cơ hội cuối cùng rồi. Em nghĩ đây cũng là cơ hội cuối thiệt, tại em không vô lòng ba đâu. Wow. Tôi muốn thông báo với các người chơi, ô quay thưởng của chúng tôi có một cái chế độ gọi là chế độ yeah. Thôi nha, thôi nha, thôi. Và các bạn đang đến với vòng 2 của Gia đình Thông Thái mang tên Gia đình Biết Tước. Ở vòng thi Gia đình Biết Tước, ba thành viên sẽ đảm nhận những vai trò khác nhau. Thủ lĩnh Nhí sẽ cử ra thành viên trả lời câu hỏi và thành viên di chuyển trên bàn cờ, sau đó tiến tới phi thuyền. Ở đây, thủ lĩnh Nhí sẽ có 10 lượt lắc. Mỗi lượt lắc, phi thuyền sẽ đưa ra số bước để thành viên đứng ở vị trí bàn cờ di chuyển. Di chuyển đến ô nào sẽ thực hiện nhiệm vụ ở ô đó. Nếu di chuyển đến ô câu hỏi, thì thành viên còn lại sẽ phải trả lời câu hỏi đó trong vòng 10 giây. Nếu không đưa ra được câu trả lời, đồng nghĩa với việc đội sẽ không nhận được tiền thưởng ở ô đó. Nếu di chuyển vào ô cơ hội, thành viên ở vị trí bàn cờ sẽ đi đến vòng xoay may mắn. Ở vòng xoay này sẽ mang đến những cơ hội tốt lẫn cơ hội xấu cho các đội thi nhé. Nếu như may mắn di chuyển vào ô phần thưởng, sẽ có 2 phần quà từ chương trình và thủ lĩnh sẽ là người chọn phần quà mà mình muốn mang về nhà. Đặc biệt ở vòng này, cứ mỗi lần qua được ô bắt đầu, đội sẽ được cộng thêm 1 triệu đồng. Vừa rồi thì đội Chí Khôn của ta đây đã giành quyền ưu tiên đi trước rồi, nên vòng 2 này quyền đi trước đầu tiên sẽ thuộc về đội Thỏ Ngọc. Và bây giờ bé Bảo, con hãy chỉ định xem ai sẽ là người trả lời và ai sẽ là người thực hiện các bước chân này. Người trả lời bên này. Nữa hả con? Con vẫn tin tưởng vào chị Uyên. Con cho chị Uyên một cơ hội cuối. Đó, chị Uyên ơi. Thì đúng rồi. Uyên ơi, bây giờ là người ta đã xuống nước, người ta đã cho em cơ hội cuối cùng rồi. Em phải thể hiện như thế nào để cho bé Bảo là không có thất vọng về sự quyết định của mình? Em nghĩ đây cũng là cơ hội cuối thiệt, tại em không vô lòng ba đâu. Bảo ơi, con sẽ cùng cô lên trên này nha. Và rồi Thái Ngọc đã vào vị trí rồi ạ. Một thành viên trả lời, một thành viên thực hiện những bước chân. Bé Bảo, nhiệm vụ là kích hoạt chiếc phi thuyền này. Xin mời con. Bao nhiêu bước ạ? Chúng ta sẽ ngừng lại 3 bước. Xin mời chị. 1, 2 và 3. Ô câu hỏi. Hãy xem giá trị của ô câu hỏi này là bao nhiêu điểm số ạ? 500 điểm. Câu hỏi đầu tiên như sau, xin mời. Tác phẩm Hồn Trương Ba Da Hàng Thịt của tác giả nào? Chị anh nhớ không? Chị anh biết không ạ? Kiếu. Không. Không biết. Kiếu bé với bé học văn ngu lắm. Mặt cao. Thời gian. Yeah. Đáp án Lưu Quang Vũ. Lưu Quang Vũ. Chúng ta không lấy được 500 điểm. Xin mời. Hai bước. À, bước một bước nữa. Rồi, xin mời chị Tuyết Anh. Xin mời chị sẽ cùng bước lên chị kia. May mắn quá nè. Xin mời chị quay ạ. Hướng nào cũng được. Chị Trần Anh cố lên. Hên xui thôi. Hên xui thôi. Chị mong chờ vô nào. Chị còn chưa thấy là ô gì. Em thấy là giá trị lớn nhất là nhân 2 đó. Rồi thấy hơi run rồi đó. Thấy toát mồ hôi đó mọi người. Đi. Đi. Thôi nha, thôi nha, thôi. Thôi nha, thôi nha, thôi. Chưa, 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 chư
thôi cũng được. Dạ rồi, chúc may mắn lần sau. Mời chị vị trí lại. Có một tin mà chúng tôi muốn thông báo với các người chơi là ô quay thưởng của chúng tôi có một cái chế độ gọi là chế độ da. Chỉ tại gia đình Thông Thái mới có chế độ da này thôi. Tiếp tục. Xin mời. Ô số may. Một bước à. Câu hỏi. Hãy xem giá trị của ô câu hỏi là bao nhiêu điểm. 700 điểm. Wow. Và thưa quý vị, đây là một câu hỏi về tiết mục, và các đội hãy quan sát thật kỹ từng động tác, gương mặt, ánh mắt của anh bartender và cả nội dung nữa. Xin mời bạn giới thiệu với mình ạ. Em Trinh Đạt, em xin chào tất cả mọi người ở đây trong chương trình Gia đình Thông Thái. Hôm nay em hướng dẫn mọi người pha chế gồm hai món mocktail. Món thứ nhất gồm thơm, tiramisu và bắp và syrup caramel. Món thứ hai mình gồm có táo, chanh đường và syrup caramel. Em xin pha chế. Bé Thiền. Quan sát thật kỹ ạ. Hãy quan sát thật kỹ. Bây giờ bạn sẽ là người đồng thời đưa ra câu hỏi dành cho bé Ngót, thỏ Ngót đằng kia. Em xin hỏi là cái món đầu tiên á, nó gồm những thành phần trái cây nào? Thời gian đang trôi, 10 giây. Vị trái cây nào dùng để pha ly nước đầu tiên? Xin mời. Thơm. Thơm bắp, tiramisu, syrup, caramel. Nhưng mà trái cây thôi đúng không? Vị trái cây là thơm. Thơm với bắp. Thơm với bắp. Thơm với bắp là đáp án. Chỉ có thơm thôi ạ, đúng không Đạt ha? À, như vậy là chỉ có một loại trái cây mà thôi, bạn cho là hai loại trái cây. Như vậy là chúng ta đã dư nguyên liệu, nên vì thế là không có trái bắp nằm trong ly cocktail vừa rồi. Nên đáp án này chúng tôi ghi nhận là không chính xác, và chúng ta mất số tiền thưởng tại ô câu hỏi này. Cảm ơn bé Đạt rất là nhiều. Cảm ơn. Đã đến với gia đình Thông Thái, xin cảm ơn bạn rất là nhiều ạ. Và bây giờ sẽ là lượt lắc kế tiếp từ bé Bảo. Bé Bảo xin mời con. Một bước. Lại là câu hỏi. Để xem giá trị như thế nào ạ. Xin mời số điểm tại câu hỏi này. 500. Câu hỏi chúng ta như sau, xin mời câu hỏi. Hãy tìm số có hai chữ số mà có tổng hai chữ số bằng 9.
khi lấy số thứ nhất chia cho số thứ hai thì được thương bằng 3 như 1. 10 giây bắt đầu. Bảy hai. Bảy hai đáp án. Chính xác. Wow. Ôi. Ngốc không hề ngốc chút nào cả. Rùng. Như vậy chúc mừng đội Thỏ Ngọc nhận về cho mình 500 điểm thưởng. Xin mời bé Bảo. Tiếp theo nào. Bé như đã giận hòn gì đánh. Ba bước, xin mời ạ. Wow. 1, 2 và 3. Phần thưởng. Phần hưởng. Phần thưởng của tôi sẽ đến từ một người bạn rất thân thiết với hai anh em. Xin mời Heo Cowboy hãy đẩy xe quà thưởng ra ạ. Và người chọn hai phần quà này sẽ là bé Hồng Bảo. Con sẽ chọn phần quà nào nào? Xanh hay đỏ? Dạ màu xanh dương. Màu xanh dương. Tại sao con lại thích màu xanh dương? Bởi vì màu xanh dương nó sáng. Còn màu đỏ không sáng con. Không, ý con là sáng niềm hy vọng của con. Sáng niềm hy vọng. Thỏ Ngốc, theo bạn, nếu bạn muốn tư vấn cho bé Bảo, bạn sẽ chọn màu gì? Em sẽ chọn bé Heo. Tối gửi bé Heo về cho bạn. Rồi. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau mở quà nha. Nhưng mà giờ sẽ mở quà bé Hồng chọn trước. Đúng rồi, mở hộp màu đỏ trước đi. Tại vì bé chọn phần quà này, nên phần quà này sẽ tương ứng thuộc về hai anh em mình. Đúng, mình rất là tiếc nhưng mà phải chọn thôi. 2, 3. Một bịch gạo. 5kg. Vậy thì không biết trong đây sẽ là gì. Từ từ. Nặng lắm. Bảo ơi, con có thể đoán không? Nếu mà con đoán thì con đoán trong đây sẽ là gì? Đường á. Gạo là có cơm rồi mà không có đồ ăn. Phải có cái nồi. Nồi cơm điện. À em biết rồi, em biết rồi, em biết rồi, em nghĩ là em đoán là đúng luôn á. Đó là gì? Đó chính là xúc xích. Con cũng đang nghĩ như vậy. Tên tên tên. 3, 2, 1. Mở. Bây giờ sẽ là lượt lắc kế tiếp. Một bước ạ. Câu hỏi, hãy xem giá trị của ô này là bao nhiêu. Xin mời số điểm. 300 điểm. Và đây là câu hỏi về clip hình ảnh. Xin mời hai người chơi còn lại hãy hướng mắt vào màn hình, theo dõi thật kỹ từng chi tiết. Xin mời ạ. Tôi ăn bánh trung thu mà chưa hết không khí Noel mà ôi lanh quanh một năm sắp hết à. Biết bao thứ lo trên đời mà cuối năm đến ngay chân rồi, nhìn vào trong ví thấy sao bồi hồi. Hãy tự giác đi các bạn ơi, ai đang nợ tôi thì hãy tự giác cất lời. Thời gian âm thầm trôi, đôi khi ta thở tưởng rằng quên mất nhau rồi. Câu hỏi như sau. Ca sĩ Bùi Công Nam trong đoạn clip ngồi vỉa hè ăn món gì? 10 giây bắt đầu. Kéo em, ăn gì vậy? Không để ý luôn. Uống cái ăn gì? Ăn phở. Trời ơi, chắc chưa? Ăn hủ tiếu. Hủ tiếu.
Hãy xem đáp án chúng tôi đó chính là bánh tráng trộn. Ăn bánh trung thu mà chưa hết không khí Noel mà, ôi lanh quanh một năm sắp hết à. Trời ơi, bé hết tiền rồi, không có đủ tiền mua hộp phở hủ tiếu nữa. Xin lỗi, mùi con đang đẹp trai quá nè, để ý cái mỗi ảnh này không để ý trên bàn. Rồi, mất 300 điểm. Nào xin mời Bảo, con hãy nhấn tiếp tục nào. Mời chị. À, lại là câu hỏi. Hãy xem giá trị của cô là bao nhiêu điểm số đây. Xin mời giá trị của câu hỏi. 700 điểm. Wow. Xin mời câu hỏi ạ. Hãy dùng một nét để thêm vào ký tự IX số 95 mã để tạo thành số 6. Thời gian 10 giây bắt đầu. Một câu đố mẹo. Và đã hết thời gian. Hãy xem đáp án đó là gì ạ. Vẽ chữ S ở đâu? Kêu dùng một nét chứ kêu vẽ chữ S. Ở đó, dùng một nét nè, một nét S, một nét 1. Là xích là 6. Tức vậy là đã vụt mất đi 700 điểm rồi. Chúng ta sẽ cùng tới với lượt quay tiếp theo của bé Bảo. Đây là lượt quay thứ 8 rồi nha. Bao nhiêu bước ạ? 3 bước. 3 bước. 2 3 lùi 2 bước ạ. À. À, lại là chị Trần Anh. Xin mời chị Trần Anh vào vòng quay may mắn chúng tôi. Xin mời ạ. Bây giờ là chị sẽ trông cậy vào cái chỗ nào? Phải trông cậy vào nhân 2 chứ. Nhân 2. Rồi xin mời chị ạ. Hãy cẩn thận vì đây là vòng quay có cào số ve. Nhân 2 là nó ve lại trừ 500 đó chị. Nhưng hai. Lần này là đã nằm ở ô trừ 500 mà. Trừ 500 điểm. Mời chị Bảo ơi. Thất thần. Nơi ô cửa sổ này cô đang cảm giác như thế nào? Nói cô nghe nào. Thất thần. Con đứng đơ hình luôn rồi. Có buồn không? Không nói nên lời đúng không con? Tan vỡ từ bên trong. Tan vỡ từ bên trong. Vậy thì hy vọng đó là trong cái hai cái lượt quay còn lại của mình sẽ ráng quay vào cái ô số mà có giá trị tiền thưởng cao nè. Và mình cũng cố gắng trả lời đúng luôn nha. Xin mời Bảo. Bây giờ quay hai bước nữa lại đi tiếp này nha. Ba bước ạ. Ba bước. Ôi hên quá. À, câu hỏi. Câu hỏi. Giá trị là bao nhiêu ạ? Xin mời câu hỏi. Một ngàn điểm. Ngàn điểm. Rồi hay luôn rồi đó. Hay đổ mồ hôi rồi đó. Chị Uyên cố lên nha. Xin mời câu hỏi. Hãy kể tên ba màu truyền thống của Giáng sinh rất từ, dễ. Từ từ nè, suy nghĩ nè, 10 giây bắt đầu. Đỏ, trắng, xanh lá. Wow. Thời gian đỏ, nha. Trắng và xanh lá. Đáp án đúng hay sai đây? Xin mời đáp án ạ. Đáp án chính xác chúng ta đó chính là ba màu đỏ, xanh lá và vàng. Bởi vì nhà phát minh thiên tài Edward Johnson đã phát minh ra đèn màu trang trí truyền thống, đó chính là ba màu xanh lục, đỏ và vàng kim. Sao chị này nói là màu trắng? Trời ơi. Ngôi sao vàng lấp lánh trên cây thông kia mà.
bé nữa đang mở từ bên trong nhưng một mảnh nhỏ thôi, chắc bây giờ là một tảng nát rồi. Một tảng. Bảo ơi, con lại cảm giác như thế nào rồi? Hết nói nổi chứ rồi. Đội của Thỏ Ngọc đã mất 1.000 điểm rồi, chúng ta vẫn còn một lượt quay nữa, xin mời. Một bước. Để xem giá trị như thế nào ạ. 500 điểm. Đây là một câu hỏi về clip hình ảnh, nên hai thành viên trong đội Thỏ Ngọc phải quan sát thật kỹ. Xin mời. Đầu tiên, chúng ta phải chuẩn bị những thứ cần thiết như là xà bông, nước xả vải, thau chậu và bao tay. Tiếp đến là mang những rổ quần áo ra và phân loại. Để quần áo tối màu sang một bên, quần áo sáng màu sang một bên. Giờ thì chúng ta bỏ các loại quần áo vào thau riêng rẽ, đổ nước vào thau, đổ xà bông vào và để ngâm khoảng 15 phút. Ngâm xong rồi, đeo bao tay vào giặt thôi. Chúng ta hãy vờ thật sạch những chỗ bẩn như cổ áo và tay áo. Để cho hết xà bông thì các bạn bỏ những chiếc áo đã vờ vào thau nước sạch để xả. Cần khoảng 3 thau nước sạch như thế mới hết được xà bông đấy. Tới phần mỏi tay nhất đây, chúng ta phải vắt kiệt nước tất cả quần áo và giữ cho thẳng nè. Gần xong rồi, giờ chỉ việc bắt quần áo vào móc và treo lên xào để cho quần áo khô. Các bạn nhớ đừng phơi quần áo ở chỗ nắng gắt nha, để xào phơi ở dưới bóng râm sẽ tốt hơn đấy. Câu hỏi như sau, xin mời. Theo đoạn clip, cần bao nhiêu thau nước sạch thì quần áo mới hết xà phòng? Nữa. 3 thau. Chắc chắn không? Chúng ta vẫn còn thời gian. Em chắc chắn 3 thau. 3 thau. Từ từ nha, khoan từ từ nha. Bảo. Ê, theo con thì đáp án của chị Uyên có đúng không? Đúng. Đúng. Con có đúng quan hả? Sát của bông nãy con quan sát dạ đoạn có. Video clip đúng không? Con còn nhìn thấy chữ nhân 3 nữa mà. Còn chị Tuyết Anh thì sao ạ? Chị ghi đúng hay sai ạ? Chị nói một thau. Một thau 3 lần nước. Một thau 3 lần nước. Xin mời đáp án chương trình đó chính là. Chúc mừng đội Thỏ Ngọc đã lấy về cho mình 500 điểm và đã kết thúc lượt quay của bé Bảo rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần thi của đội Trí Khôn của ta đây. Xin mời bé Tâm. Hồi nãy bé đã xác định là anh Tài sẽ là người thực hiện những bước đi và anh Tính sẽ là người trả lời câu hỏi. Xin mời anh Tài ạ. Lượt gắt đầu tiên, xin mời con. Những nút khởi động phi thuyền. Đây, nút này đây, nhấn vào. Rồi, và khởi động. Hai bước ạ. Ô câu hỏi, chúng ta sẽ cùng xem giá trị của câu hỏi này là bao nhiêu. 500 điểm. Đây là một câu hỏi dạng clip. Xin mời tất cả thành viên trong đội của chúng ta sẽ cùng hướng mắt lên màn hình và quan sát thật kỹ nha. Xin chào các bạn, hôm nay Hà và Nghĩa sẽ review món trà sữa đặc biệt. Mời Nghĩa. Tính ra là Nghĩa chưa có trà sữa luôn đó Hà. Ờ, xin lỗi Nghĩa. Bạn bỏ qua chứ hả? Vâng. Ok, mời Nghĩa. Thì cảm giác khi uống ly trà sữa này nó rất là trà sữa, nhưng mà nó có những cái cảm giác khác những loại trà sữa thông thường, vượt ra cả một ly trà sữa nữa. Tại vì Nghĩ biết cái ly trà sữa này chứa đựng tâm huyết của người bán trà sữa, của người bưng trà sữa, của người cung cấp nguyên liệu cho ly trà sữa, và cả của người uống trà sữa và nâng niu ly trà sữa. Do đó cái vị mà Nghĩ cảm nhận được từ ly trà sữa này nó khác hẳn với những vị từ những ly trà sữa khác. Nó vượt ra cả cái sự mong đợi của Nghĩ dành cho ly trà sữa này.
Nói chung là cái vị của nó rất là vượt ngoài mong đợi ở một ly trà sữa. Cảm ơn Nghĩa. Có vẻ như Nghĩa nói từ trà sữa nhiều quá hả Hà? Sau cái màn review này thì không biết mọi người có đếm được Nghĩa đã nói bao nhiêu từ trà sữa không ạ? Trời đất ơi! Và câu hỏi: trong lúc review trà sữa, Nghĩa đã nói bao nhiêu lần từ trà sữa sai số là 2? Xin mời Hữu Tính. Tính à? Tính bất lực quá. Chọn đại đi, chọn đại đi. 22. 22. 22. Sao nhiều vậy ta? Con ơi, bé Tâm, nãy giờ con nghe bé trà sữa nói bao nhiêu từ trà sữa không? Nói nhiều quá con cũng quên luôn. Có anh Tài anh đếm được hay không? Thì anh cũng đoán là khoảng tầm 20. 22. Chúng ta sẽ cùng xem đáp án của chương trình. Đó là bao nhiêu? Trời ơi, có 14 lần à. 14 lần thôi. Như vậy là chúng ta đã không có ghi về cho mình được điểm số trong câu hỏi này. Xin mời lượt quay tiếp theo. Ba bước ạ. Dạ, xin mời anh tiến thẳng về ô cơ hội bên kia luôn. Anh thấy đội trước đã quay như thế nào rồi? Em chúc anh may mắn. Nhớ cái số ghe nha, nhớ cái số ghe nha. Thôi đừng ghe, đừng ghe. À, anh đề 3, anh có phần đề 3 nữa. Tâm ơi, con hy vọng là chú Tài sẽ quay được ô nào? Hy vọng là quay qua nhận 2. Nhân 2 hả? Dạ. Yeah. Cô cũng hy vọng như vậy. Có thể nha con, có thể nha, điều đó có thể xảy ra nha. Không, điều đó không thể xảy ra rồi con. Ê, vừa phải thôi, vừa thôi. Trời ơi, ghê quá ghê luôn. Trời, trừ 500 rồi. Trừ 500. Sao mà anh dần dần nghĩ là các khách mời chúng ta sẽ rất sợ ô này? Không phải đâu, vô cái ô này là bình thường. Nhưng mà sợ cái vòng quay đó đó nha. Vòng quay đó là vòng quay không ai đón trước được điều gì. Tâm ơi, mình sẽ nhấn tiếp theo nha. Nó quay nhiệt lắm, nó quay nhiệt lắm. Một bước ạ. Giá trị là bao nhiêu ạ? 300 điểm. 300 điểm. Và chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi dành cho đội trí khôn của ta đây. Hãy dùng 3 que diêm để xếp thành một số lớn hơn 3 nhưng nhỏ hơn 4. 10 giây bắt đầu. À, chữ Pi á. Chữ Pi. À, Pi. Pi 3.14 đó. Ba là ký hiệu Pi á. Pi là chữ Pi là chữ R hay sao, phải không? Đáp án là... Có lẽ là chúng ta không nên diễn tả quá nhiều. Pi là đúng rồi, đừng có đó, Pi đó 3.14. Wow, hay quá. Chí khôn của ta đây. Được cộng 300 điểm. Chúc mừng ạ. Rồi, Tâm, mời con. Ba bước ạ. Ô câu hỏi, chúng ta sẽ cùng xem giá trị tiền thưởng của câu hỏi này là bao nhiêu. 700 điểm. Và đây sẽ là một câu hỏi tiết mục. Xin mời các thành viên trong đội của mình sẽ cùng quan sát tiết mục sau đây. Xin mời. Wow. Dạ con chào chú. Chào Sam. Rồi, dạ. Xin kính chào quý khán giả và các gia đình. Dạ, con mời chú.
Chú ơi, chú giới thiệu về bản thân mình cho mọi người được biết nha. Xin giới thiệu với quý khán giả, tôi tên là Lê Minh, năm nay là tôi 69 tuổi, quê tôi ở Tiền Giang và hiện thời tôi đang ở Bình Tân. Xin giới thiệu về mình. Dạ vâng ạ. Và ngày hôm nay mà tiết mục chú mang đến cho chương trình của tụi con sẽ là gì ạ chú? Thì chú sẽ biểu diễn làm những cái con vật này. Dạ. Đó là cái, cũng như là đây là cái trò chơi nhân gian. Dạ. Đó, để mang tính chất lại quê hương của mình. Chú hướng dẫn cho tụi con làm được không chú? Được. Bây giờ chú xin phép để biểu diễn cho và giờ hướng dẫn tụi cháu rồi cho quý khán giả. Dạ. Đó, bây giờ nhìn sơ sơ sao là biết chú làm con gì nè, mới nể nè. Đó, đối có cháu là đó, ông đó đang làm con gì? À, hai cái dây dài dài, hai giò nó cao cao, con cò. Cái đồ trên nè, bé Bảo, tụi con có muốn lên đây coi ông làm không? Dạ có. Lên đây nè Bảo. Tâm ơi. Dạ. Mình xuống đây, đi xuống từ từ nha Tâm. Đó, hai cháu lên đây. Đó, để coi ông làm. Đây. Ngồi đây nè, để coi ông làm. Hãy quan sát ông nha, tính nha. Để xem ông có làm cắt bao nhiêu lần, bấm kim bao nhiêu lần. Bây giờ là tới cái đuôi của nó. Xong rồi, giờ mình gắn cái cây vô. Đó. Con cá quá đẹp luôn á. Rồi, kính thưa quý vị, đây là con cá. Wow. Cảm ơn ạ. Rồi bây giờ tặng cho con nè. Rồi, đời này, cháu nào bây giờ cháu thích con nào? Con hù. Con hù. Rồi. Thôi giờ ông dẹp vô nha. Rồi, cảm ơn cho, cảm ơn ông nè. Cảm ơn ông nhiều. Rồi bây giờ nè, chú sẽ đặt câu hỏi là cái cây xào mà những cái con vật này nè là bao nhiêu con, cháu đoán đi. Tổng số con vật treo trên xào ban đầu là bao nhiêu? Chín con phải không? Chín con còn rồi. Thời gian nha, tính nha. Chín con. Đúng đi 2400 điểm. Con cá, con ngựa, rồi con rắn, con cua, con hươu, con rồng, công, con công, rồi bướm chưa? Bướm. Cào cào. Quá hay luôn. Hay quá. Nhưng mà hơi mở ra mà còn thêm một con nữa là xỉu liền nha. Chúng ta sẽ cùng xem đáp án của chương trình là gì. Chính con vật. Đây, chính xác à. Ở trên đây thì chúng ta thấy là còn 8 con. Đó, 8 con. Một con nó nằm trên đây. Như vậy là đáp án của Hữu Tính là chính xác. Chúng ta đã ghi về cho đội của mình 700 điểm. Con xin cảm ơn chú ạ. Con xin chào tạm biệt chú. Rồi, xin chào. Dạ. Dạ, cảm ơn chú. Dạ, mời chú. Mời Tâm, mời tiếp tục. Hai bước ạ. Yeah. Câu hỏi. Chúng ta sẽ cùng xem giá trị tiền thưởng của câu hỏi này là bao nhiêu. 500 điểm. Và bây giờ sẽ là câu hỏi dành cho đội. Xin mời. Hãy cho biết tên của cây cầu dây văng đầu tiên ở Việt Nam. 10 giây bắt đầu. Dây văng là gì? Rất đơn giản nha. Tại cái cây kêu là cái gì đó ở dưới quê á, mấy cái cầu đó kêu cầu gì? Không cái cầu hết thời gian. Đáp án của chúng ta là cầu Mỹ Thuận. Hợp tác với Nhật. Cây cầu này hợp tác với lại Nhật, tại vì em ở dưới miền Tây cho nên là em biết hồi xưa cái cầu này là lúc mà cây cầu này mà làm nên á là các tỉnh chạy tới đó để coi cây cầu thôi. Đúng đó rồi. Ngày xưa là thành một cái điểm du lịch luôn á. Rất tiếc không lấy được 500 điểm, nhưng hôm sau chúng ta vẫn còn đến 5 lượt quay và lắc lửa. Xin mời con.
thế rất nhiệt tình. Một bước ạ. Câu hỏi chúng ta sẽ cùng xem giá trị của câu hỏi này là bao nhiêu. 300 điểm. Xin mời câu hỏi. Nhanh lên, nhanh lên. Chúc mừng sinh nhật Bút Chì. Tính ngơ ngác luôn. Chúng ta sẽ cùng xem câu hỏi. Có bao nhiêu bông hoa trên bánh sinh nhật của Bút Chì? Dễ vào được chứ. 2 hoặc 3 đó. Không rõ lắm. Phải không? Trả lời ạ. 5. Phải 4 đi ha. 4. Ba đi. Ba đi. Bao nhiêu? Ba đi. 3 bông hoa. Tâm ơi, nãy con có coi đoạn phim hoạt hình đó không? Có. Con có thấy là bao nhiêu bông hoa trên cái bánh sinh nhật của Bút Chì không? Nhìn cũng thấy quên luôn. Con thấy quên. Không nhớ. Thế nhưng em Bút Chì thôi, không thấy bông hoa. Anh Tài đứng đó che hết trơn. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng xem đáp án của Hữu Tính là có chính xác hay không. Wow. Chính xác. Như vậy là Hữu Tính đã mang về cho đội Trí Khôn của ta đây 300 điểm. Chúc mừng ạ. Và lượt quay tiếp theo của bé Tâm, xin con. Mời con. Lượt thứ 7. Hai bước ạ. Chúng ta sẽ cùng xem giá trị tiền thưởng của câu hỏi này. 900 điểm. Tính ơi, cố gắng lên nha. Cố gắng lên. Đây nè bé Tâm, con cũng có thể là quan sát câu hỏi. Nếu mà con có biết câu hỏi thì con nhớ nhắc chú Tính với nha. Rồi, xin mời câu hỏi ạ. Người mang nhóm máu A có thể truyền máu cho những người mang nhóm máu nào? Wow, đúng là câu hỏi 900 điểm, có hơi khó. Nhóm máu hả? À, nhóm A nha. A thì chắc chỉ truyền đường thôi. À, người mang nhóm máu A có thể truyền cho người mang nhóm máu A. Vậy thôi. Vậy thôi hả? Theo con đúng hay sai con? Tạm tin đúng vậy thôi. Tạm đúng. Tạm đúng. Bé nó tạm đúng thôi. Chúng ta sẽ cùng xem đáp án của chương trình là A và A B. Rất tiếc là chúng ta đã không có mang về cho đội của mình được 900 điểm trong lần này. Xin mời bé Tâm, con hãy tiếp tục nào. Trời ơi, bé bước bạc, như thế luôn. Hai bước ạ. Thoát rồi, thoát cái cơ hội rồi. Câu hỏi, hãy cùng xem giá trị của câu hỏi này là bao nhiêu. 500 điểm. Một số điểm không hề nhỏ nha. Và bây giờ sẽ là câu hỏi. Trong các thành phố trực thuộc trung ương ở nước ta, thành phố nào có diện tích nhỏ nhất? 10 giây bắt đầu. Nằm ở đoạn giữa nha. Thì đoán đại thôi. Đà Nẵng thôi. Đà Nẵng. Đà Nẵng. Xin mời đáp án. Yeah. Thành phố Đà Nẵng. Wow. Chính xác. Chiến không của ta đây thiệt. Chính xác, mang về cho mình 500 điểm. Chúc mừng. Và bây giờ sẽ là lượt quay tiếp theo của bé Tâm. Mời con. Hai bước ạ. Câu hỏi, chúng ta sẽ cùng mở giá trị tiền thưởng của câu hỏi này. 300 điểm. Bây giờ sẽ là câu hỏi. Hãy cho biết tên của rapper đã kết hợp với Sơn Tùng MTP trong bài hát Hãy trao cho anh 10 giây bắt đầu. Snip Dogg. Snip Dogg, đáp án đã có rồi. Có chắc chắn với câu trả lời này không, Hữu Tính? Snip Dogg nha.
Snoop Dogg. Thử thách thưởng đoạn trong bài đó được không anh? Hãy cho anh, hãy cho anh thứ anh đang mong chờ. Hãy cho anh. Không, anh ý nó là rap á. Rap cho được. Rồi. Đáp án chúng ta đó chính là đúng rồi, Snoop Dogg. Chính xác. Như vậy là chúng ta đã ghi về cho đội của mình thêm 300 điểm nữa. Và bây giờ sẽ là lượt quay cuối cùng. Ba. Một bước ạ. À. Ây da, vẫn chưa qua được cái ô bắt đầu. Câu hỏi, hãy cùng mở giá trị tiền thưởng của câu hỏi này. Đó là 300 điểm. Xin mời câu hỏi. Quốc gia nào trong số các quốc gia sau đây bỏ Tết Nguyên Đán, chuyển sang đón Tết Tây? Mông Cổ, Nhật Bản, Hàn Quốc hay Trung Quốc? Rất dễ. 10 giây, bắt đầu. Loại trừ đi, mình cứ dùng phương pháp loại trừ nha. Chứ là một là Nhật, hai là Hàn Quốc. Anh nhớ không làm là Nhật. Cái gì hết thời gian? Anh chọn đi tại. Và đó là Nhật hả? Chúng tôi ghi nhận đáp án là Nhật. Và đó là đáp án có trùng khớp hay không? Điểm luôn về đội trí khôn chúng ta đây. Rồi, mấy Tâm ơi, con đã xong nhiệm vụ rồi, hẹn về với gia đình nào. Tâm ơi, dạ. Con có hài lòng về phần trả lời của chú Tính không? Dạ, hài lòng. Con luôn tin tưởng vào chú như vậy sao? Dạ. Tất cả mọi chuyện trong cuộc sống con đều tin tưởng chú à? Dạ. Thấy gia đình dạy khéo ghê không? Như vậy thì chúng ta có điểm số tại vòng 2 này. Và dĩ nhiên đội đại cao điểm hơn sẽ là người giành tấm vé bước vào vòng 3. Cơ hội chạm vào giải thưởng 15 triệu đồng của chúng tôi. Đây là kết quả tại vòng 2 như sau. Xin mời điểm số. Đội trí khôn của ta đây với số điểm là 3.800 điểm. Đội Thỏ Ngọc với số điểm ít hơn chút xíu, 1.450 điểm. Như vậy là đội trí khôn của ta đây đã giành được quyền để chúng ta có thể tiếp tục đi vào vòng 3 và chinh phục giải thưởng 15 triệu đồng cùng với danh hiệu gia đình thông thái. Và đội Thỏ Ngọc cũng đừng có buồn, bởi vì chúng ta sẽ nhận được một món quà tương ứng trị giá là 1.450.000 đồng từ chương trình. Cái nồi cơm điện. Và một cái nồi cơm điện. Rồi. Bảo ơi. Dạ. Bây giờ thì chúng ta có thể chia sẻ thật là kế hoạch ban đầu của mình là gì không? Dạ, kế hoạch ban đầu là cứ cho chị Uyên trả lời hết. Được bao nhiêu gom về mấy chiêu? Tỉnh nhiều gom nhiều. Chúng ta cùng nhau đến với vòng thi cuối cùng với tên gọi đó chính là gia đình thông thái. Theo cáo bồi, nguồn dinh dưỡng từ thịt